Cryolophosaurus, kẻ thống trị Nam Cực băng giá. Thở xa xưa, khi trái đất còn chìm trong màn sương mù của kỷ Jura, tại mảnh đất giá lạnh Nam Cực, từng sinh sống một loài khủng long độc đáo mang tên Cryolophosaurus. Tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thằn lằn có mào sống ở vùng đất lạnh giá. Trước khi đến với những chi tiết chính về Cryolophosaurus, thì như thường lệ là 30 giây quảng cáo về sản phẩm mình đang bán nhé. Giới thiệu đến anh em, bộ quần áo nam in chữ H cao cấp dành cho mùa hè năm nay. Với chất liệu cốt tông 100%, tự nhiên mềm mại, nhẹ nhàng, thấm hút mồ hôi tốt, thoáng mát và bền bỉ. Có thể giặt nhiều lần mà không bị bay nhão hay sù lông. Phù hợp cho nhiều dịp khác nhau như đi chơi, đi học, đi làm. Anh em muốn mua có thể ấn vào biểu tượng giỏ hàng góc trái bên dưới màn hình nhé. Ok, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với nội dung của ngày hôm nay nào. Cryolophosaurus, có nghĩa là thằn lằn mào lạnh giá, là một chi khủng long theropod lớn sống cách đây khoảng 190 triệu năm. Nó là một trong những theropod lớn nhất thời bấy giờ. Cryolophosaurus sở hữu chiều dài khoảng 6,5 mét, tương đương một chiếc xe buýt nhỏ và nặng xấp xỉ 800 kg. Tuy không đồ sộ như những gã khổng lồ sau này, nó vẫn là kẻ thống trị đáng gờm trong kỷ Jura sơ khai. Điểm nhấn nổi bật nhất của Cryolophosaurus chính là chiếc mào độc đáo trên đầu. Mào này được cấu tạo từ xương, cao chót vót và có hình dạng hơi cong, khiến nó trông như đang đội một chiếc vương miện băng giá. Các nhà khoa học tin rằng chiếc mào này có vai trò quan trọng trong việc thu hút bạn đời và phân biệt lãnh thổ. Sở hữu hàm răng sắc nhọn và bộ vuốt khỏe khoắn, Cryolophosaurus là một kẻ săn mồi đỉnh cao. Con mồi ưa thích của nó bao gồm các loài bò sát nhỏ hơn, khủng long ăn cỏ và thậm chí cả những kẻ săn mồi khác. Kỹ năng săn mồi của Cryolophosaurus vẫn còn là bí ẩn, nhưng các nhà khoa học tin rằng nó có thể sử dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn để hạ gục con mồi. Chiếc mào trên đầu cũng có thể đóng vai trò trong việc đe dọa con mồi hoặc thu hút sự chú ý của bạn tình. Cryolophosaurus sinh sống ở Nam Cực vào kỷ Jura sơ khai, khi lục địa này còn chìm trong băng giá. Khí hậu khắc nghiệt với những cơn bão tuyết dữ dội và ban đêm kéo dài đã tạo nên một môi trường sống đầy thử thách. Tuy nhiên, Cryolophosaurus đã thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt này. Lớp lông dày có thể giúp nó giữ ấm cơ thể và chiếc mào có thể đóng vai trò như một bộ phận cảm ứng nhiệt, giúp nó định vị con mồi trong bóng tối. Hóa thạch duy nhất của Cryolophosaurus được tìm thấy tại Nam Cực vào năm 1990. Do số lượng mẫu vật còn hạn chế, các nhà khoa học vẫn chưa có nhiều thông tin về loài khủng long độc đáo này. Tuy nhiên, Cryolophosaurus vẫn là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đa dạng của thế giới khủng long, giúp chúng ta hiểu thêm về sự tiến hóa và thích nghi của các loài bò sát khổng lồ trong kỷ Jura. Cryolophosaurus, với chiếc mào độc đáo và kỹ năng săn mồi đỉnh cao, đã từng thống trị vùng đất Nam Cực băng giá. Tuy số phận của nó vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng Cryolophosaurus sẽ mãi là biểu tượng cho sự thích nghi phi thường của sự sống trước điều kiện khắc nghiệt của trái đất thời tiền sử.